Trong bài đăng gần đây, Phương Thanh bức xúc đáp trả netizen, chỉ có loại rắn chúa các bạn mới biến Phương Thanh thành con lươn cuồn cuộn. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam thời gian gần đây không những làm xôn xao khắp các diễn đàn cộng đồng mạng. Ngoài những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng chỉ mặt gọi tên, bị kéo vào những drama này, thì cả những người chưa từng bị bà Phương Hằng nhắc đến bao giờ trong các live stream cũng bị vô duyên vô cớ kéo vào, thậm chí bị gắn ghép cho tội danh cùng phe với bà Nguyễn Phương Hằng. Là một nghệ sĩ có lối suy nghĩ thẳng thắn, nhiều lần dám lên tiếng nói đến mặt tối của giới showbiz. Cũng vì điều này mà có không ít lần kẻ xấu gán ghép Phương Thanh cùng phe với bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây, sau khi nữ CEO Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, nhưng những đối tượng xấu vẫn tiếp tục đăng lại đoạn clip gán ghép Phương Thanh đứng về phía nữ CEO nhằm để cô bị chỉ trích. Cụ thể, một trang Facebook tên H đưa nội dung đã có người lên tiếng về cuồng cuộn con Phương Thanh tu hú bằng những lời lẽ châm chọc xúc phạm, cố ý ném đá giấu tay, gây tổn hại đến uy tín danh dự của ca sĩ Phương Thanh. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết vào tháng 5 năm 2021, cô có live stream nói rõ về đoạn tin nhắn của nhóm nghệ sĩ bị rò rỉ về việc cùng nhau bàn cách đối phó nữ đại gia Bình Dương. Thời điểm đó, Phương Thanh cho biết cô không tham gia vào nhóm chat này và đứng ngoài cuộc chiến giữa nghệ sĩ và nữ đại gia. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm đó, những đối tượng xấu đã cố tình lôi mình vào cuộc để fan nữ CEO chỉ trích. Bức xúc trước hành động này, Phương Thanh chia sẻ lại nội dung, cô lên tiếng phản pháo. Chỉ có loại rắn chúa gian ma của các bạn mới có thể biến Phương Thanh thành hai giới tính con lươn cuồn cuộn. Các cưng chơi thăm vãi ra, có kế hoạch đạp Phương Thanh rõ như đúng rồi, kế hoạch càng kỹ thì càng lòi. Phương Thanh nói thêm, cố tình áp vào cho bên fan chị Hằng chửi Phương Thanh là lương con. Hôm nay chị Hằng gặp chuyện pháp lý. Phe các bạn lục lại clip sinh nhật của Phương Thanh từ ngày 29 tháng 5 năm 2021, xem như ép Phương Thanh vào phe cuồng cuộn con. Cho bên lương con nhào lên mạng truy sát bà Chanh chửi tòe loe. Vậy cuối cùng Phương Thanh phe nào? Hai mặt mới là các bạn lập trang mạng nêu đủ các vấn đề gian ma để dập trực tiếp. Ra đây gặp thẳng Phương Thanh tố luôn cho nhanh nè. Còn nói Phương Thanh kêu gọi từ thiện. Ok, giờ Phương Thanh xung phong ra sao kê? Nếu có bên công an yêu cầu. Ai thấy mình còn bị tố oan chuyện từ thiện. Đường đường chính chính ra công khai sao kê cùng Phương Thanh. Cái trang H nói được thì làm được. Kêu idol nào đứng sau lưng trang này ra sau kê từ thiện công khai cùng Phương Thanh luôn đi nè. Xem có ca sĩ nào trốn được không. Còn nữa em nói sau. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc bởi những kẻ đặt điều và bày tỏ sự ủng hộ với Phương Thanh. Người ta ganh tị với chị đó không được như chị nên công kích chị đó. Fan chị mãi mãi yêu chị. Chị chăm chấp gì bọn sóng đạo đức giả đó. Là drama gì nữa chị. Với tính cách của chị thì chị còn bị người ta chơi dài dài. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, cứ sống tốt vui vẻ và luôn mạnh khỏe là ok chị yêu nhé. Sau đó Phương Thanh cũng để lại bình luận, chiêu trò tà ma Chanh biết nhiều lắm, yên tâm các trang giả mạo dùng hành văn giết người, gấp lửa bỏ tay người, mọi người đừng lo, chị biết hết. Về phía vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra. Ngày 28 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triệu tập làm việc với những YouTuber, khách mời, người giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream vu khống xúc phạm người khác. Theo đó, qua phân loại, nếu cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để khởi tố.